Cái chậu này nè mình trồng kim thất tài đó, longevity spinach á. Mỗi lần mà thấy nó nhiều quá, lúc mà mình harvest á là mình cắt luôn ngay cái cành nó nha. Nó giống như mình cắt giống gì nè, mình thấy nó già quá thì mình cắt nó, cắt xong á mình lấy mấy lá hoặc là mấy cuống non mình rửa sạch ăn ha. Nhưng mà có mấy cái cành mà nó hơi, mình thấy nó hơi cứng cứng già già rồi đó thì mình ghim xuống lại, giống như cái này nè đó, mình cắt nó thấy mình thấy nó hơi già già đó, cái mình ăn lá. Bây giờ mình lấy cái cành mình ghim xuống lại thì nó sẽ mọc lên, đừng có để cho nó mọc nè, giống như vậy nè là nó mọc bông nè. Một là mình ngắt bông tại vì cái chậu này mình thấy nó yếu quá, nó vàng cho nên mình không có cắt, nhưng mà mình để lâu quá mình nó sẽ ra bông, cho nên đừng để cho nó ra bông. Lúc mà thấy nhiều lá đó là bắt đầu mình cắt đi, giống như cái nhánh này này ha, hồi nãy là mình nên cắt ở đây nhưng mà mình thấy cái lá nó nhỏ quá thì mình để. Nhưng mà đó, mình cứ trồng vậy đó, rồi xong 2 tuần là mình có hái để ăn à, 2 tuần hái đi ăn. Ghim xuống thì nó hơi yếu ớt một chút nhưng mà nó sẽ khỏe lại trong vòng 1 tuần sau là nó khỏe lại. Nhưng mà những cái cây kia nó sẽ mọc ra lá nhiều lắm, ăn không kịp luôn á. Đó, trồng một chậu gì là cứ 2 tuần, 1 tới 2 tuần là có ăn ha.